Welcome back. Hello, anh em đã quay trở lại với kênh Tip JavaScript. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh Tip JS, thì kênh Tip JS chủ yếu là chia sẻ về những cái vấn đề mà khó khăn trong quá trình làm việc trong nhiều công ty cũng như lập trình về backend, frontend cũng như là thiết kế hệ thống, và đặc biệt quan trọng là nghiêng về database. Nếu như các bạn mà ghé qua đây thì tất nhiên là các bạn đã có một cái vấn đề gặp phải như tôi, và đây là những giải pháp mà tôi đã đưa ra nhằm giúp cho các bạn có một thêm cách tham khảo cũng như là rút ngắn cái khoảng cách thời gian, tiết kiệm thời gian để giải quyết vấn đề. Còn nếu như mà các bạn đã quen thuộc với kênh Tip JavaScript này rồi thì video này thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn thường thì xảy ra những tình huống trong khi sử dụng Git như thế nào trong các công ty. Đương nhiên rồi, trong các tình huống trong công ty thì nó có nhiều muôn hàng muôn vẻ. Ví dụ như là câu hỏi của bạn này, thì bạn ấy hỏi là trường hợp mà trên developer có nhánh feature đã sẵn sàng để release, thì feature trong quá trình test, vậy khi release thì feature chưa test xong thì giải quyết như thế nào? Thì tôi biết câu hỏi của bạn này có hai ý. Ý thứ nhất là tình huống đầu tiên là tôi đang làm cái việc này mà tại có một cái bug ở cái nhánh khác thì tôi chuyển qua nhánh khác làm thì nó bị lỗi, vậy cho nên tôi phải làm như thế nào? Cái thứ nhất. Ý thứ hai tính là bạn ấy muốn hỏi là ví dụ tôi là người quản lý code, trong đó là có 100 commit mà tôi chỉ lựa cái commit thứ 91 và 93 để đưa lên production cho ngày mai, còn tất cả còn lại là chưa đưa lên, thì liệu dùng merge thì nó sai, cho nên là chúng ta phải sử dụng một cách khác, đó là cherry pick. Và tôi còn nhớ là có một bạn hỏi về cái cherry pick, và trong này tôi đã giải đáp luôn. Câu hỏi thứ 9, tại vì tôi thấy nó chung chung quá cho nên tôi xếp lại luôn, thì bạn ấy muốn commit một cách thế nào cho đẹp mà giữ lại code. Ví dụ như bạn ấy commit 100 lần, bây giờ bạn em xóa hết là bạn ấy chỉ muốn commit một lần mà thôi, đồng thời bạn ấy muốn giữ lại code đó. Và cái thứ ba, tức nghĩa là giả sử mà chúng ta commit bị sai, cái cú pháp commit mà bị sai, trong cái video mà Git toàn diện á, tôi đã nói về cú pháp của cái commit. Ví dụ commit bị sai thì bạn ấy phải sửa rename như thế nào, recommit như thế nào, thì trong tình huống này tôi sẽ giải quyết luôn. Ok, bây giờ chúng ta đi phần đầu tiên. Và trước khi bắt đầu thì tôi có thói quen là tôi sẽ vẽ cái sơ đồ cho các anh chị được hiểu rõ về cái tình huống này. Thì như tôi đã nói cái câu hỏi của các bạn trước, thì cái câu hỏi nó như thế này này. Cái câu hỏi của nó, câu hỏi của bạn đó sẽ nó tương đương với cái câu hỏi như thế này. Ví dụ M10 đã làm xong hai cái task 1, task 2 ở nhánh dev, đúng không? Và bắt đầu CR7 được yêu cầu chỉ đưa cái task 1 lên cái master mà thôi, và chuẩn bị cho production ngày mai. Như vậy làm thế nào để CR7 để đưa cái task 1 lên được? Vì M10 đã đưa cái task 1 và task 2 lên rồi. Thì mô hình sẽ như sau. Đầu tiên tôi sẽ lựa chọn cái màu xanh là cái master. Màu xanh là cái master này, các bạn nên nhớ này. Màu xanh là cái master là chúng ta sẽ có T này, ở đây là CR7 cũng như master này. CR7 gọi là master, thì chúng ta sẽ có T1, task T1. Ha. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu rẽ nhánh này, chúng ta sẽ chọn màu đỏ cho thằng Messi. Rẽ nhánh xuống thì chúng ta sẽ có T2 của Messi. Và Messi làm tiếp T3. Đây là nhánh dev. Đây là nhánh dev này. M10. Rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của CR7 đưa cái T2 này lên để mở cho product chứ không được lên T3. Thì sau khi CR7 thực hiện thì nó sẽ như thế này.
chúng ta sẽ có T1. Không, không vẽ như vậy. Chúng ta sẽ lấy cái trên này luôn. Thì sau khi đưa lên thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên thành T2 ở đây. Đó, tức nghĩa là chúng ta sẽ có master T1 và T2 và dev sẽ là T2 và T3. Ok, để hình dung câu chuyện ta sẽ đi code như thế nào. Quay trở lại, chúng ta sẽ có git khởi tạo, git init. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có git add, git commit T1. Rồi, sau khi chúng ta có T1 đúng không? Chúng ta tạo nhánh cho CR7. Ok, chúng ta backup CR7 để chúng ta so sánh hai cái cách làm như thế nào. CR8. Rồi, git checkout CR7. Git checkout CR7. Ok, git log online. Rồi chúng ta sẽ có T1 đúng không? Giả sử này, chúng ta thực tế là master và CR7 là một nhánh này, CR8 để chúng ta backup lại, lúc khi có chuyện gì chúng ta backup lại cho nó dễ. Và T1 này. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái branch cho thằng M10. Ok. M10. Chúng ta chuyển qua cái git checkout để chúng ta tạo cái nào? Chúng ta tạo cái T2 và T3 cho M10. Git checkout M10. Rồi M10 tạo này. Tôi sẽ có M10 đi. Tạo cái task. Rồi, trong này chúng ta sẽ có task 2. Chúng ta sẽ commit lên. Git add. Git commit T2. Ok. Sau đó chúng ta sẽ có T3. Rồi. Chúng ta sẽ có git add và chúng ta sẽ có T3 ở đây. Rồi ok, git log online. Chúng ta sẽ có T2 và T3 của M10 đúng không? Chính xác như cái sơ đồ này chưa? Rồi ok. Chúng ta backup lại đi. Để chúng ta làm xong, chúng ta backup lại để có gì đó chúng ta chuyển cho nó dễ. M11 đi. Git log online là chúng ta sẽ có T2 và T3. Rồi bây giờ quan trọng nhiệm vụ chúng ta bây giờ thằng CR7 nó sẽ đưa bên thằng CR7 nó sẽ đưa cái T2 và T3 đi. Thì nó làm như thế nào? Đồng thời bây giờ chúng ta sẽ có git này. Chúng ta check out CR7. Ok. Thì câu hỏi của bạn này là như sau. Bây giờ trong như vậy sẽ như hồi nãy tôi phân tích câu hỏi của bạn á. Thì bây giờ chúng ta đã làm task 1 và task 2, bây giờ chỉ cần đưa task 1 lên production mà thôi thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ có CR7 này. Git log one này, chúng ta sẽ có T1 đúng không? Ok. Bây giờ nếu như giả sử chúng ta sử dụng như thế này, git merge M10 là chúng ta sai này. Merge một cái là chúng ta đưa cái task 2 và task 3. Đó. Bây giờ chúng ta git log là chúng ta đưa task 2 và task 3 thua rồi. Mà trong khi đó chúng ta chỉ cần phải đưa task 2 mà thôi, task 3 chưa. Task 2 trong ngày mai nhưng mà task 3 là trong ngày mốt. Thì các bạn xử lý như thế nào? Cái này sai cho nên chúng ta backup lại nha. Chúng ta đầu tiên chúng ta qua cái git checkout M8 này, CR8 để chúng ta lấy lại cái phiên bản đầu tiên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xóa git branch -d CR7 để chúng ta xóa đi. Rồi, sau đó chúng ta git branch CR7 lại. Ok. Git checkout CR7. Đây các bạn nhiệm vụ à. Thế giờ các bạn phải thao tác một cách nhuần nhuyễn, các bạn phải biết backup, các bạn phải biết xóa, các bạn phải biết như thế nào. Bây giờ tôi backup lại CR7 và tôi checkout lại cái CR7 này. Đó, và cho tôi git log này, bây giờ tôi sử dụng là git log này. Thì nó sẽ trở về trạng thái T1 này. Tức là trường hợp merge đã sai nha. Rồi bây giờ các bạn sử dụng cách nào thì chúng ta sử dụng git cherry pick. Tôi nhớ các bạn nào đã hỏi tôi về cách sử dụng cherry pick như thế nào, tôi tìm mãi không thấy, cho nên là tôi hình dung được câu chuyện đó và tôi sẽ xử lý cho các bạn như sau. Đầu tiên
chúng ta sử dụng cái trade debit. Vậy trade debit nó hoạt động như nào? Đầu tiên chúng ta git checkout M10. Đó, chúng ta sẽ xem cái log của thằng git M10 mà có commit cái task 2 là bằng cái commit head. Chúng ta copy cái commit head này, định danh của cái commit á. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại git checkout của CR7. Rồi, bây giờ git cherry pit, chúng ta chỉ cần bỏ cái commit head của thằng M10 nhưng mà tạo task 2, chúng ta chỉ cần enter thì xong. Chúng ta sẽ có git log commit. Rồi, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta sẽ đưa được task 2 vào cái CR7. Nếu như các bạn tua lại đi, các bạn tua lại cái hình dung câu chuyện, các bạn tua lại, nếu như các bạn sử dụng merge thì các bạn lấy tất cả các commit của các thành viên trong nhóm, các bạn đẩy lên production thì cái là sai với tình huống này. Tình huống này chỉ cần task 2, không cần task 3. Ok. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong. Chưa hết câu chuyện ở đó. Git trade pit nó sử dụng cho chúng ta nhiều tình huống. Nếu như các bạn còn thời gian để mà xem video thì tôi sẽ làm thêm cái vấn đề này một chút. Còn nếu như các bạn mà bận việc xem Facebook hay là bận đi chơi thì các bạn có thể dừng tại đây để hiểu trade pit là được rồi. Còn nếu như các bạn có động lực, các bạn muốn tìm hiểu thêm thì ngồi lại một chút nữa, tôi sẽ giải thích thêm cái việc trade pit này cũng như là một vài tình huống như sau. Một vài tình huống nữa sử dụng cái thủ thuật khác. Đầu tiên, nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ hỏi tôi như thế này. Câu hỏi tôi muốn chuyển nhiều cái commit lên một lúc khi sử dụng share pick có được không? Được, chắc chắn là được. Nếu như bạn muốn thì không có cách nào mà tốt hơn khi sử dụng share pick mà thôi. Ví dụ như sau. Tôi quay lại cái trường hợp CR7. Tôi quay trở lại cái nhánh của M10. Bây giờ tôi kiểm tra git log của M10 nó như thế nào. Chúng ta mới có T2 và T3. Ok. Bây giờ tôi sẽ tạo T4. T4 git add git commit T4. Rồi, tôi sẽ tạo T5. Add T5. Tôi tạo T6. Tôi sẽ làm nhiều cái commit để tôi chứng minh rằng cái trade pit nó hiệu quả như thế nào. Add tôi có T6. Rồi, tôi T7. Tôi sẽ có T7. Tôi sẽ có T8. T8. Chết rồi. Sorry anh em. Chúng ta sai rồi. Chúng ta commit bị sai nữa. Đang lấy cái này T8 này. Chứ không phải T7. À, đây cũng là một cái tình huống nha anh em. Đây cũng là một cái tình huống trong khi sử dụng của chúng ta là commit bị sai. Cái commit này, cái định commit nó theo về cú pháp của công ty. Như tôi đây là tôi sai. Commit tức nghĩa là commit, chúng ta phải điền cái số thứ tự của cái feature, cái pull request, cái issue của chúng ta mà tôi đã nói cách commit đúng trong cái phần đầu tiên, tức là git toàn diện về git thì tôi đã cũng đã nói cách sử dụng git commit như nào. Và giả sử nếu như các bạn bị sai nha. Rồi bây giờ sai này thì chúng ta git log on này là chúng ta sẽ có 2T7 đúng không? Sai. Tại vì biết thằng nào đâu, cho nên là chúng ta hãy sử dụng như thế này. Bây giờ tôi sửa lỗi của tôi, tôi sẽ git commit. Ha. Commit này. Amen. Chữ M tôi sẽ có T8. Đó, cách tôi sửa là như vậy. Nó sẽ chuyển thành T8 này, đồng thời nó xóa cái commit của T7 đi. Bây giờ tôi thấy chưa? Là T8, đâu có còn 2T7 nữa đâu. Đúng không? Bây giờ tôi làm lại một lần nữa nha. Giả sử tôi có T8 này, bây giờ tôi commit cái tên là T8 nữa thì tôi sẽ xử lý thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ có T9 này, git add git commit
T, hồi nãy T8, bây giờ tôi cũng đặt T8 đi, là nó trùng nhau đúng không? Đáng lẽ là T9. Thì sau khi đó tôi cảm thấy sai, thì tôi sẽ sửa lỗi git bằng commit. Amen. Chúng ta sẽ có T9. Ok. Sorry. Cái này trước. Đấy, T9. Chúng ta sửa lại thành T9 nha. Rồi, bây giờ chúng ta xin git log online, chúng ta sẽ có T8 và T9. Đó là một tình huống xảy ra nữa, thấy không? Nhiều lúc chúng ta làm video thì nó xảy ra cái tình huống đó là chúng ta xử lý luôn. Hay quá, tuyệt vời. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo một cái T10 là T cuối cùng để cho tôi nhận dạng được câu chuyện sử dụng chưa repeat như thế nào. Commit T10. Bây giờ tôi sẽ có bao nhiêu? Tôi sẽ có từ T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Từ 2 đến 10 là của Messi, của đồng đội của chúng ta. Bây giờ chúng ta git cherry. Này, git cherry. Chúng ta git cherry gì? Cherry sorry, checkout. Chúng ta sẽ về CR7 để chúng ta đẩy những cái task mà sếp mong muốn lên. Checkout CR7. Rồi, bây git log của thằng CR7 bao nhiêu? Chỉ có T2. Mới đến T2 thôi. Bây giờ tôi thêm một cái nữa để tôi cho các bạn hình dung câu chuyện. Đấy. Git checkout M10. Đó, git log. Git log online. Đó, chúng ta có M10, đây là CR7 này. Nó chuyển luôn ta. Thôi để vậy đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ git checkout CR7. Ok, chúng ta git log online, chúng ta có T2. Rồi, bây giờ hồi nãy tôi giúp bạn sử dụng một chirpit chuyển từ một cái commit này lên production. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta muốn chuyển cái T3 và T4 cùng một lúc thì như thế nào, thì chúng ta hãy sử dụng như sau. Git cherry chirpit. Đấy, chúng ta T3 này. Này, rồi đến T4 này, chúng ta có thể chuyển hai cái. Tức là chúng ta đưa một lúc hai cái lên luôn là T3 và T4, chúng ta enter. Đó, thì chúng ta đã add T3 và T4, chúng ta xem lại đúng không? T2, T3, T4. Đấy. Chúng ta xem lại log online T3, T4 hay không? Đừng cứ sử dụng merge. Hãy sử dụng chain repeat. Rồi. Đến đây tôi biết một số các đại ca sẽ có một số thắc mắc và phàn nàn như sau. Bây giờ anh nói hay quá, bây giờ từ tôi muốn từ T5 cho đến T10. Từ T5 đến T10 ha. Từ T5 đến T10 hoặc là từ T5 đến T7 đi, chẳng lẽ tôi phải ghi ra ba cái à? Ví dụ 100 cái thì ghi 100 cái à? Vậy thì làm như thế nào? Câu hỏi đó rất hay. Ai có câu hỏi đó, tôi xin trân trọng và tôi giải thích cho luôn. Giấu giếm làm gì khi mà chúng ta nên cho các bạn được nhiều câu chuyện hơn nữa. Ok, các bạn ngồi tiếp tục, tôi sẽ giải thích cái vấn đề này. Bây giờ tôi muốn chuyển từ T5 cho đến T7 đúng không? Từ T5 đến T7, từ T5 đến T7 ha. Thì các bạn hãy sử dụng như thế này. Đầu tiên, git cherry pit. Các bạn muốn T5 á, các bạn muốn T5 đến T7 đúng không? Hoặc là T5 đến T7 này. Thì các bạn hãy lấy cho tôi là T4. Từ T4 nha, các bạn hai chấm cho tôi. Xong đến T7 các bạn copy vô đây. Hình cung câu chuyện nha. Tức nghĩa là cái hai dấu chấm này nó tính từ T4 cho đến T7, nhưng mà nó lấy T5, T6, T7 thôi, nó không lấy T4. Các bạn hình dung câu chuyện chưa? Nói lại một chút này, bây giờ các bạn muốn lấy T5, T6, T7 thì các bạn lấy từ T4, các bạn lấy phần tử đầu tiên T4, rồi T cuối cùng là T7. Rồi, tôi enter nha.
Enter. Các bạn thấy chưa? Thành T5, T6, T7 chưa? Chúng ta xem lock này. T5, T6, T7 chưa? Đó, chỉ cần một câu lệnh nữa chúng ta lấy 50 cái cũng được. Chưa dừng tại đó. Nếu như các bạn còn thắc mắc, bây giờ tôi muốn lấy T4 luôn thì sao? Bây giờ tôi có là T8 đến T10. À, T8 đến T10. Giả sử này. Giả sử tôi lấy T8 đến T10. Nếu như anh nói hai T10. Rồi. Bây giờ nếu như anh nói lấy từ T8 đến T10 thì cái thằng đầu tiên nó sẽ loại đúng không? Tại vì giống như T4 thì chúng ta chỉ cần thêm một cái mũ đường dây. Đấy. Đó, chúng ta thêm một cái mũ đó. Tức nghĩa là nó sẽ tính từ cái T8, tính từ thằng này luôn, đến thằng này, tính từ thằng này đến thằng này. Hồi nãy là chúng ta không có cái mũ thì nó loại thằng này. Nó lấy thằng kế tiếp cho đến thằng này. Bây giờ chúng ta thêm cái mũ nữa thì nó lấy cái thằng từ thằng này đến thằng này. Bây giờ chúng ta enter cái thì lấy từ T8 đến T10. Thấy chưa? Các bạn thấy không? T8 đến T10 này. Các bạn hiểu câu chuyện chưa? Có cần tôi nói lại một lần nữa không? Chắc không đâu. Ok. Rồi. Bây giờ đó là những cái thủ thuật của Cherepit. Bây giờ chúng ta đi một tình huống khác. Tôi tắt đi. Bây giờ chúng ta đi một tình huống khác. Thì bây giờ chúng ta đi tình huống tiếp theo. Đây là tình huống mà tôi nói lại một lần nữa. Vào một ngày đẹp trời, Messi đang làm một cái tính năng gọi là fishing. Fishing lỗi đi, bung đi. Rồi thì CR7 chạy đến và thông báo gấp có một cái hotfix ở nhánh master. Các bạn nên xem lại video trước để biết hotfix nó stack ra từ master như thế nào. Đó là quy trình chuẩn chứ không phải là từ một nhánh dev. Tại thời điểm này Messi đang làm một cái tính năng ở trên cái file task.md thì mới phát triển được nửa chừng. Thì vì vậy Messi hoảng quá, vội vàng chuyển qua nhánh hotfix thì chắc chắn sẽ có lỗi sau. Cái lỗi gì đây? Bây giờ tôi hình dung câu chuyện. Ví dụ tôi git started này. Started. Rồi tôi đang ở trong modify cái task mới đấy đúng không? Bây giờ giả sử tôi là lính mới, tôi sợ quá, cho nên tôi chuyển luôn, tôi check out qua CR8 đi chẳng hạn đi, thì nó sẽ có lỗi như sau đúng không? Cái lỗi này để hình dung câu chuyện như sau này, lỗi được giải thích như sau: please commit your change or start them before your switch branch. Tức là lỗi này được giải thích như sau: vì hiện tại á có các cái file mà đang triển khai giữa chừng á, theo nguyên tắc bạn cần phải gửi một commit lên trước khi chuyển nhánh khác để làm việc, nếu không sẽ bị lỗi như trên. Thì thực tế tôi đã gặp rất nhiều trong trường hợp này. Các bạn hoảng hốt quá cho nên các bạn thường là các bạn commit lên luôn. Cho dù mới làm 1/2 và ghi nốt lại là em đang làm cái này, nhưng mà sorry các anh thông cảm như vậy, không nên làm như vậy. Hãy chuyên nghiệp, dù là bạn là mới hay là làm một công việc gì đó rửa chén bát, nhưng hãy chuyên nghiệp. Thì sau đây cách giải quyết tình huống như sau. Tôi sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên các bạn đừng hoảng hốt kìa này. Đó, điều kiện tiên quyết là các bạn phải bình tĩnh, không hoảng hốt. Nhớ đừng hoảng hốt. Bây giờ hãy sử dụng cái câu lệnh sau, git start. Thì tôi sẽ mang đến cái điều kỳ diệu dành cho các bạn. Khi bạn làm điều đó thì các bạn sẽ đưa nó vào một kho, một chỗ, và khi cần lấy ra thì bạn sẽ dần git start apply là xong. Lý thuyết là như vậy, nhưng thực hành thì sẽ như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ sử dụng git start này. Start. Bây giờ tôi đưa vào cái kho của tôi, git start. Đó, rồi xong. Ok. Là nó sẽ lưu trữ trong cái directory của tôi này. Là nó lưu lại này. Rồi, bây giờ chúng tôi chuyển qua git này brand CR8. Rồi, ok, thấy chưa? Là chúng ta check out chứ. Chúng ta chuyển qua cái nhánh CR8 để chúng ta làm việc.
là gọi là giả sử nhắn hot fit đó, rồi chúng ta sẽ làm việc gì đó. Ok, như thế này như thế kia xong xong. Ok, chúng ta quay trở lại với cái chiếc cáo đang làm việc M10, đúng không? Bây giờ chúng ta lôi ra này, chúng ta lôi cái hồi nãy chúng ta có chữ fishing ở đây đúng không, chúng ta lôi ra việc tiếp đang nửa chừng chúng ta làm. Chúng ta git, sorry là chúng ta git, git gì, start apply là chúng ta lấy ra đâu, xóa đây, đây đây này, fix bug này đó, chúng ta lấy ra lại. Ok, hiểu không bạn, các bạn hiểu không? Bây giờ giả sử tôi có fishing một này, fit một, rồi chúng ta đưa vào. Tôi nói thêm về cái git start này cho các bạn hiểu luôn, git start này. Rồi chúng ta set này, bây giờ chúng ta ghi chú đi. Chúng ta ghi chú để cho chúng ta biết thì nó sẽ là như C đó, sau chúng ta sẽ bỏ vào đây, đó là fix 1. Ok, rồi một thằng. Bây giờ chúng ta giả sử fix 2 tiếp tục, chúng ta đưa vào fix 2 rồi giả sử chúng ta fix 3 là chúng ta đưa fix 3. Ok, như vậy là chúng ta đưa 3 lần vào cái stack của chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng lệnh câu lệnh sau. Này, git stack list là chúng ta có xem bao nhiêu cái bỏ trong cái kho của chúng ta. Đó là fit 1 này. Fit 1, fit 2, fit 3. Ok chưa? Các bạn nên nhớ bây giờ tôi muốn lấy ra cái fit 2 thì chỉ cần chúng ta copy cái hash của stack thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ git stack apply. Apply gì? Apply cái stack á. Apply cái stack 1. Rồi ok, chúng ta sẽ có fix 2. Nó hiển thị ra đây. Rồi, chúng ta sửa xong là chúng ta sẽ git commit lên thôi. Rồi, sửa lên, rồi git này. Git add. Rồi, git commit. Fix 2. Ok. Bây giờ chúng ta lôi ra tiếp, chúng ta còn đâu git stack list. Rồi, chúng ta còn ai nữa? Chúng ta còn 3 và 1. Này, nếu mà muốn xóa 2 á thì chúng ta sử dụng xóa. Xóa gần đây nhất này. Clear này, chúng ta xóa hết. Chúng ta bây giờ giả sử tí nữa chúng ta sẽ có lệnh xóa hết thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta fix 3 này. Chúng ta lấy ra ha, thì git stack apply stack 0 là chúng ta sẽ fix 3 fix 2 lấy cả hai luôn. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa lên. Rồi git commit fix 3 xong. Ok, sau đó chúng ta xóa hết này, chúng ta git stack này clear đó, chúng ta xóa hết stack trong này luôn. Vậy chúng ta lấy lại git stack list hết, không có thằng nào nữa. Ok, các bạn hình dung được câu chuyện rồi ha. Vậy là tôi đã giải quyết hai tình huống cho chúng ta. Còn một số tình huống đó và tiếp nhỏ nhỏ nữa, như là chúng ta có mít sai thì cũng chúng ta hãy đọc câu thần chú là amen, hoặc là khi mà lỡ con mít rồi á nhưng chúng ta hối hận và suy nghĩ lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái reset shot. Ví dụ như chúng ta git log one online là chúng ta giả sử chúng ta muốn làm lại cuộc đời đi ha, hoặc là chúng ta muốn bắt đầu từ T9 này thì chúng ta sử dụng shot. Thì như các bạn nói là muốn làm đẹp á thì git này reset ha, short, rồi chúng ta bỏ hết commit vô T9. Rồi bây giờ chúng ta git lại
Mix lại gì? Lock là chúng ta sẽ làm đẹp cái bảng của chúng ta, tức là T9 nhá mấy, nhưng mà code chúng ta vẫn còn này. Code chúng ta vẫn còn này. Nhưng mà chúng ta mới T9 nhá mấy, đúng không? Đơn giản. Chúng ta xóa hết commit của chúng ta và chúng ta đưa lên lại thôi. Nó sạch sẽ, đẹp đẽ ha. Ok, bây giờ chúng ta xem như chúng ta đóng kết thúc tại đây về cái series đàm đạo về Git. Hy vọng rằng nó mang đến cho các bạn có nhiều hướng giải quyết, cũng như là nếu mà gặp tình huống nào thì các bạn xử lý nhanh chóng, chứ không nên commit bậy bạ lên làm ảnh hưởng đến team, cũng như người quản lý code người ta sẽ gỡ conflict của các bạn rất là mệt mỏi luôn ha. Cũng như là cách cam kết lịch sự commit một cách gọn gàng. Nếu như các bạn mà làm nhiều commit quá thì các bạn xóa đi, nhưng mà code không xóa là được ha. Rồi, bây giờ đến lượt câu hỏi tiếp theo. Sau khi kết thúc cái Git này thì tôi quay trở lại với làm việc với database, trong đó là có IOC. Đặc biệt là câu hỏi của bạn như thế này. Câu hỏi của bạn như thế này: Hello anh, em là người mới trong backend, có hai cái vấn đề này có thể giúp bạn được không? Một, tức là update view của một bài viết như thế nào là hợp lý. Tại một user có thể xem một bài viết nhiều lần nhưng lại n view của user đó thì nó không hợp lý cho lắm. Và em muốn một user xem bao nhiêu lần cũng nên là một view, hay là anh có ý tưởng nào khác không? Câu hỏi thứ hai là design cái database để check view của một bài viết tuần tháng cho nó dễ khi mà query được không? Ok, thì cái câu hỏi này rất là hay, và tôi đảm bảo rằng có nhiều bạn cũng chưa biết được cái thủ thuật này. Nó rất nhiều cách, nhưng mà cách hợp lý nhất thì nó sẽ như sau. Nhưng không ở video này thì vì nó quá dài, tôi để video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.